Và đối với hít công đức căn lành như thế hiện tiền tùy hỷ, đem không rời đổi và không hư hoại, không tướng, không đắc để làm phương tiện hồi hướng quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề. Như thế gọi là tùy hỷ hồi hướng, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu. Thiện hiện nên biết tùy hỷ hồi hướng không điên đảo như thế đạt được công đức tất cả hữu tình. Ở thế giới như các sông hàng trong mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng vô đề mỗi mỗi trụ tiếp số như các sông hằng đem có sở đắc để làm phương tiện đều đem y phục, thức ăn, nước uống, giường nằm, thuốc men, thượng rượu và các thứ nhà cụ khác, cung kính, cúng giường. Tất cả hữu tình ở thế giới như các sông hàng trong mười phương luôn không gián đoạn. Sự được phước thí và tất cả hữu tình ở thế giới chư Phật như các sông hằng trong mười phương vân vân Mỗi mỗi chủ kiếp số như các sông hằng đem có sở đắc để làm phương tiện tương ứng với căn lành của sự tù tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tỉnh lự, trí tuệ thì hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần cho đến gấp cùng cực số lần Thế quyền thứ 558